Nằm trong chuỗi chương trình Festival Sáng tạo trẻ, sáng nay ngày 9 tháng 11 năm 2014, tại trường Đại học Tôn Đức Thắng đã diễn ra cuộc thi bắn tên lửa nước với chủ đề Việt Nam và con đường khám phá không gian, quy tụ các đội chơi đến từ 30 trường đại học, trung học phổ thông, câu lạc bộ thiên văn trong toàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hội thi thường niên do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm giúp các bạn trẻ có cơ hội áp dụng các kiến thức đã học ở nhà trường vào thực tế, phát huy tính năng động trong các phong trào học sinh, đặc biệt ở lĩnh vực thiên văn, góp phần chấp cánh những ước mơ sáng tạo của các bạn học sinh sinh viên. Không khí cuộc thi trở nên sôi nổi không chỉ bởi quy mô cuộc thi năm nay được tổ chức lớn hơn mỗi năm, mà còn đến từ sự cạnh tranh của các đội thi qua hai vòng thi bắn tên lửa nước bung dù và vòng bắn tên lửa nước trúng mục tiêu. Ở vòng 1, các đội phải thực hiện khả năng trong kỹ thuật bắn tầm cao bung dù tốt nhất. Ngoài chinh phục độ cao, tên lửa nước của các đội phải bung dù và đáp vào vị trí an toàn sẽ đạt điểm số điểm tối đa. Vòng 2 là phần thi thể hiện khả năng tính toán để bắn vào chính xác mục tiêu. Đội nào có chiến thuật và bắn trúng vào mục tốt nhất sẽ giành giải thưởng cao nhất. Những tên lửa nước do chính các bạn trẻ tham gia cuộc thi tự tay thiết kế và chế tạo theo ý tưởng sở thích của mình. Xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh trong cuộc thi, ba bạn trẻ của đội Tân Thông Hội 1 đến từ Củ Chi đã giành được giải nhất với sự bất ngờ và phấn khởi. Bên cạnh đó, các giải nhì, ba và khuyến khích cũng được ban tổ chức vinh danh và trao giải. Sau bao ngày tập luyện, khổ cực làm các tên lửa, các bệ phóng và được thành quả như thế này, cảm thấy rất là vui, rất là xúc động. Muốn có nhiều chương trình, không phải chỉ em mà nhiều các bạn khác được tham gia học hỏi qua những trò chơi thú vị như vậy.